Câu chuyện tiếp theo thưa quý vị liên quan đến Iran, tức là Ba Tư. Theo hãng thông tấn Reuters cho biết là phương Tây đang cảnh cáo Iran là các cuộc đàm phán hạt nhân không thể kéo dài vô tận. Quý vị biết Iran bây giờ đã đi theo đường lối của Cộng sản, cù nhầy, câu giờ. Và đồng thời, nó biết là nó yếu, nó không dám đánh. Ở Biển Đông thì Tàu Cộng bây giờ đang sống dở, chết dở đối với Hoa Kỳ và các liên minh Indo-Pak, Ấn Độ, Thái Bình Dương và NATO, Minh ước Bắc Đại Tây Dương. Họ một lòng tiêu diệt Tập Cận Bình. Cái này không phải riêng Đại Hải nói, mà là do Quốc hội của Pháp, Quốc hội của Thụy Sĩ, Quốc hội của Đức, Quốc hội của Anh, Quốc hội của các quốc gia liên minh mạnh khỏe. Tàu Cộng làm sao mà sống? Cho nên quý vị biết rằng là mấy tuần về trước, Tàu Cộng rất là mất dạy, nghênh ngang từ những cái thằng Triệu Lập Kiên, Hoàng Hoa, Hoàng Heo gì đó. Nó mở miệng ra nó đều nói nó mất dạy đối với thế giới. Sau khi đó thì nó bị Tập Cận Bình sửa đổi. Ê, các anh nói như thế, thế giới nó khinh. Thế giới nó cho là Cộng sản không biết cái gì cả, lớp ba trường làng. Tại sao anh nói ngoại giao mà dùng những cái chữ rất là hổ lốn? Tập Cận Bình đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao của Tàu Cộng bây giờ phải sửa lại cái lối ăn nói mất dạy của chúng ta, thất bại. Thì bây giờ Tập Cận Bình ra lệnh và anh nói sửa soạn lại, nhưng mà đã trễ rồi. Thế giới bây giờ nhìn Tàu Cộng ba con mắt. Con mắt thứ nhất là một lũ ăn cắp. Con mắt thứ hai là một cái lũ tàn độc giết người, Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, rồi Pháp Luân Công, rồi những người đòi hỏi quốc gia ở Hồng Kông. Cái con mắt thứ ba là con mắt rình rập để mà bắt chước những gì của Mỹ, những gì của Pháp, những gì của Anh để đem về làm của mình. Cho nên nó không có cái gì cả. Tất cả chỉ là một cái đống cát vụn. Mọi người đều biết Tập Cận Bình bây giờ chỉ có thừa cơ để ăn cắp. Cho đến bây giờ hơn 1.000 tỷ đô la. Nghe nói là có đến 10.000 tỷ đô la. Tập Cận Bình tung ra với con đường một vành đai, một con đường One Belt One Road. Giờ này thất bại từ Âu sang Á, từ Châu Phi xuống đến Nam Đại Dương. Bất cứ nơi nào có Tàu Cộng, giờ này đang bị phỉ nhổ và chống đỡ. Tàu Cộng chỉ có con đường chết. Tàu Cộng bây giờ đang ngu ở một cái chỗ. Ra lệnh cho Công giáo, cho Phật giáo, cho Hồi giáo ở bên Tàu Cộng phải ca tụng Tập Cận Bình trước khi ca tụng Thiên Chúa, trước khi ca tụng Đức Phật. Điều này chứng tỏ cho quý vị thấy rằng nó đang dễ chết. Bởi vì nếu nó là một người quốc gia hùng mạnh thật, dân chúng yêu thương thật, nó không cần phải đợi đòi hỏi người ta ca tụng, mà tự người ta ca tụng. Tôi đưa bằng chứng. Nước Mỹ bây giờ không có một tên dân chủ nào cầm quyền từ thượng nghị sĩ đến thống đốc đến dân biểu mà ca tụng Donald Trump. Không có. Nhưng mà nước Mỹ đến bây giờ 80% dân Mỹ có thể nói rằng ca tụng hết lời đối với Donald Trump. Bằng chứng là những nơi nào Donald Trump ủng hộ những cái tên là dân biểu MAGA, rồi những tên dân nghị sĩ thuộc về MAGA theo đường lối của Donald Trump đều được dân Mỹ ủng hộ và thành công. Có nhiều người còn yêu cầu Donald Trump 2022 chịu khó ra tranh cử dân biểu. Một khi ông thành dân biểu, ông sẽ là lãnh tụ đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện. Và đến giây phút đó, mụ già Pelosi chỉ có nước là đi bán muối. Mở sòng bài thì có lẽ quá già, mở lò ăn chơi làm tú bà thì cũng không còn gái. Và ví dụ con người bơm đủ hết chỗ mà cuối cùng vẫn không thấy ai. Chào hàng bằng mọi cách, cuối cùng hàng khách vẫn vắng ế buổi chiều 30 Tết. Cái đưa Donald Trump đi. Tôi không ca tụng nhé.
Thế bảo tôi là thuộc cái loại cuồng Donald Trump. No. Tôi không khen Donald Trump, tôi không cao tụng Donald Trump. Tôi chỉ nói cái sự thật. Dân Mỹ bây giờ 80% họ đang theo Donald Trump. Bây giờ quý vị cứ đi để ý đi. Hôm qua Donald Trump đã sắp sửa đến biên giới với lại ông thống đốc Abbott của tiểu bang Texas. Ông tuyên bố chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã vô trách nhiệm, không chịu làm xây bức tường của biên giới, cũng không chịu bay xuống biên giới để mà coi cái sự kiện dân chúng đang bị khủng hoảng vì những cái tên di cư bất hợp pháp. Thế thì bây giờ tôi là thống đốc tiểu bang Texas, tôi phải thay mặt chính phủ liên bang làm công việc để bảo vệ Texas. Quý vị thấy chưa? Một chính phủ liên bang để một tên thống đốc nó thóa mạ như vậy thì cái danh dự còn ở chỗ nào? Và bây giờ ông ta tuyên bố tôi sẽ bỏ ra 250 triệu đô la để tôi bắt đầu xây bức tường biên giới của tiểu bang Texas. Vậy mà chính phủ liên bang Hoa Kỳ vẫn mũ ni che tai, giả vơ, giả điếc giống như chú tàu nghe kèn. Thế thì tôi hỏi quý vị một câu, Donald Trump là một con người như thế nào? Nếu Donald Trump là một con người tàn tệ, tại sao dân Mỹ bây giờ nó đi theo Donald Trump nhiều thế? Mà những cái dân theo có phải là những cái dân ăn trộm ăn cướp đâu, là những cái dân mà có đầu óc, có suy tư, có yêu quê hương và tổ quốc, có yêu nhân dân Mỹ. Quý vị cứ nhìn thấy cái ngày sinh nhật của ông vừa rồi, tôi được cô Hồng Thu, tôi được ông Tony Vũ, tôi được ông Vũ Huynh Trưởng, Chủ tịch Hội đồng đại biểu Người Quốc gia Toàn cầu, người Việt. Tôi được anh em Trần Đức Hậu, Nguyễn Đắc Chiếu ở tiểu bang Texas, được Trần Thị Ngọc Thảo ở tiểu bang Massachusetts gửi quá nhiều hình ảnh đẹp. Tôi không muốn đăng. Tôi thấy thương cho Đảng Dân Chủ. Quý vị tìm cho tôi một cái hình đẹp của dân Mỹ mà hoan hô Joe Biden, tôi sẽ đăng 2 tuần lễ. Tôi sẽ đăng 2 tuần lễ. Những cái cuộc nào mà ông ta đi kinh lý mà được dân chúng đón đến vài trăm người, tôi sẽ đăng 2 tuần lễ, chứ đưa nó hàng ngàn. Trong khi Donald Trump sinh nhật, tội vạ gì đến với người Việt Nam ở Cali mà bỏ công, bỏ việc, bỏ tiền, bỏ bạc ra bay qua bên Florida, cầm những cái bảng MAGA rồi là Love Trump, một cách rất hồn nhiên của những cái tâm hồn tuổi trẻ, ăn mặc đủ màu sắc, quốc ca quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, quốc ca quốc kỳ Mỹ tung lên một cách vang dội ở biển Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. Tôi không ca tụng, tôi nói quý vị, quý vị đừng bắt tôi ca tụng Donald Trump, tôi không thích. Nhưng mà tôi phải nói sự thật. Cho nên nếu quý vị có cái hay của Đảng Dân Chủ, tôi ca tụng liền. Tôi ca tụng một cách sung sướng. Nhưng mà tôi nói với quý vị, bất cứ ai những cái tên mà theo Việt Cộng tìm được một cái hay của tên Hồ Chí Minh, tôi ca tụng trên đài 2 tuần lễ. Tìm một cái hay của tụi Việt Cộng bây giờ, tôi ca tụng 2 tuần lễ. Tại vì có nhiều người nói giáo sư không công bằng, giáo sư không nói về tin Việt Nam. Đúng, tin Việt Nam toàn những cái tên khốn nạn. Tôi không thấy tìm một cái tin nào hay ở Việt Nam. Cho nên tôi nhờ, tôi xin quý vị nhiều lần cho tôi một cái tin hay của Việt Nam. Tôi ca tụng trên đài 2 tuần lễ. Nói ra thì hơi động buồn, toàn một lũ khốn nạn. Nhìn trước, nhìn sau, nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn trên, nhìn dưới, toàn là một bè. Không muốn nói nữa. Tôi là một người yêu nước. Bất cứ ai yêu nước, tôi yêu ca tụng. Việt Cộng mà có người yêu nước, tôi cũng ca tụng. Rồi quý vị bảo tôi ở những cái tên Việt Cộng ở trong nước nó bị tù rồi nó ra ngoài này. Quý vị tìm cho tôi thấy ấy, nó ra ngoài này có một tên nào bây giờ mà nó yêu nước không? Nó toàn đắp mền hôi sung phong. Chúng nó toàn giả tạo để chúng nó được đến Mỹ. Rồi Việt Cộng nó trả tiền cho mấy cái hội gọi là tôi muốn đi tên, rồi bảo tôi ghét, binh vực để cho nó đi vào quốc hội, cho nó đi vào với tòa Bạch Cung. Toàn là một lũ. Lũ gì quý vị cứ tự tìm hiểu đấy, tôi không nói.
Mỗi lần người ta nói đến những cái tên đó, trong lòng tôi xốn sang và đau khổ. Vì nước Việt Nam loạn cho nên giờ này mới đạo tạo ra cái lũ đẻ thiếu tháng. Nó làm cho đất nước Việt Nam xấu hổ. Người Việt giết người Việt. Đất đai của người Việt nó cũng đi chiếm để mà nó bán cho ngoại quốc lấy đô la nó ngủ với gái. Lại có một tin nữa là các nhà sản xuất Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ liên bang Hoa Kỳ phải cứng rắn đối với Trung Cộng. Cái này tôi nói quý vị nghe đừng buồn. Làm sao có thể cứng rắn với Trung Cộng khi mà nó đã đưa 1.500 triệu đô la quý vị đút vào túi rồi. Rồi bây giờ nó lại đưa thêm một khoảng vài trăm triệu cho cái thằng con của cái tên gọi là cái tên nô tỳ nô tài của Tập Cẩm Bình. Là bằng cách là nó tạo ra những cái bức tranh nó vẽ cho cái thằng đó mang tên của nó. Rồi nó đưa đến cái giá. Cái khốn nạn nhất là nó đưa ra tranh nó đi triển lãm xong rồi nó đưa ra cái giá là từ 75.000 cho đến 500.000. Trong cái khả năng thì không có. Thế thì nó từ đời cha đến đời con nó làm nô tài. Mà bây giờ đòi cái lũ nô tài nó phải cứng rắn với ông chủ. Jamais la vie. Never happen. Không bao giờ có. Kính chúc quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.